bệnh nhân COVID-19 tử vong ở tuổi 28. Sáng ngày 29 tháng 8, Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 Bộ Y tế tại Đà Nẵng thông tin bệnh nhân 996 nam 28 tuổi tử vong tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Người này có địa chỉ tại Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam. Trước khi nhiễm virus, bệnh nhân đang điều trị ung thư máu. Các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân tử vong là viêm phổi do COVID-19 biến chứng sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng không hồi phục trên nền bệnh bạch cầu cấp, dòng limbo, suy tủy giảm 3 dòng tế bào. Đây là ca COVID-19 tử vong trẻ nhất. Như vậy, Việt Nam đã ghi nhận 31 ca mắc COVID-19 tử vong. Họ có độ tuổi từ 28 đến 93, mắc nhiều bệnh lý nền nặng như ung thư, suy thận, suy tim, cao huyết áp, tiểu đường. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, việc chạy thận nhiều năm khiến cơ thể suy giảm hệ miễn dịch. Virus dễ dàng tấn công và gây biến chứng nguy hiểm. Nhiều ca mắc chúng ta đã nỗ lực cấp cứu nhưng không qua khỏi, ông Sơn cho biết. Tính đến trưa nay, tổng số ca nhiễm là 1.038, số người khỏi bệnh 663, số người tử vong do COVID-19 là 31, 2 người tử vong sau 3 đến 4 lần xét nghiệm âm tính. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, 46 người xét nghiệm âm tính nCoV lần thứ nhất, 49 người âm tính lần thứ hai và 29 người âm tính lần thứ ba. 15 trường hợp nặng trong tổng số bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 3 ca phải thở máy xâm nhập, 3 ca phải can thiệp ECMO, hệ thống tim phổi nhân tạo, tiên lượng 6 ca có thể tử vong. Hà Nội tìm kiếm tài xế chở bệnh nhân 1.038 từ ga Hà Nội về Bà Rịa. Tối ngày 28 tháng 8, Bộ Y tế công bố ca nhiễm 1.038 là nam 23 tuổi, tạm trú tại Hàng Bài, Hoàng Kiếm, Hà Nội, quê ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngày 11 tháng 8, anh từ Nga về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được chuyển đi cách ly tập trung tại tỉnh Hải Dương ngay sau khi nhập cảnh. Trong thời gian cách ly, anh ở cùng phòng với bệnh nhân 1.034. Ngày 25 tháng 8, sau khi hết thời gian cách ly, anh về nhà trọ tại Hàng Bài Hoàng Kiếm, Hà Nội. Trung tâm Y tế quận Hoàng Kiếm đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa vào cách ly tại Trường Cao đẳng Nghề, Công nghệ Cao Hà Nội, quận Nam Từ Liêm. Kết quả xét nghiệm ngày 27 tháng 8 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Sở Y tế Hà Nội ra thông báo khẩn tìm kiếm người lái xe ô tô 4 chỗ màu vàng không rõ loại xe đã nhận chở bệnh nhân 1.038 từ khu vực ga Hà Nội đến địa chỉ 58B Bà Rịa, Hoàng Kiếm, Hà Nội trong khoảng thời gian 10 giờ ngày 25 tháng 8, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0969 082 115 hoặc 0949 396 115 để được tư vấn hỗ trợ. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức nổi bật mỗi ngày trên kênh YouTube Sài Gòn TV.